Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10, Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ, có một phần thực binh cho các đơn vị khu vực miền Bắc năm 2023. Trong diễn tập, các đơn vị đã thực hành nhiều giai đoạn gồm chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu và khôi phục sức chiến đấu. Đan xen giữa các giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu là phần thực binh với các tình huống thực hành đánh địch tiến công hỏa lực đường không, bảo vệ vùng biển, vùng trời miền Bắc. Thực hành cơ động lực lượng khí tài ra trận địa dự bị và xử trí các tình huống tác chiến phòng không. Đợt diễn tập được tổ chức nhằm nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng các lực lượng và xử lý tình huống trong chiến đấu của các đơn vị. Qua diễn tập là cơ sở để Quân chủng Phòng không Không quân rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo và nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới.